hồng ân linh mục con lãnh nhận hôm nay là hồng ân Thiên Chúa tặng ban. Từ thuở xa xưa khi chưa có sao trời, Ngài đã yêu thương gọi chọn con. Con biết lấy gì, con biết lấy gì để đáp đền tình Ngài cho xứng. Vì trước mặt Thiên Chúa và mọi người thì con đây chẳng có là chi. Ôi linh mục là hiện thân của Đức Kitô, Ngài muốn con hãy yêu thương hết thảy mọi người, không phân biệt sang hèn. Xin Chúa giúp con sống trọn đời thành viên và sẵn sàng khước từ lợi danh. Nguyện xin Chúa luôn đồng hành bên con. Hồng ân linh mục con lãnh nhận hôm nay là hồng ân Thiên Chúa tặng ban. Từ thuở xa xưa khi chưa có sao trời, Ngài đã yêu thương gọi chọn con. Con biết lấy gì, con biết lấy gì để đáp đền tình Ngài cho xứng. Vì trước mặt Thiên Chúa và mọi người thì con đây chẳng có là chi. Con linh mục nguyện thực thi lời Thiên Chúa, làm muối men trở nên ánh sáng soi giữa đời, đem tin mừng nước trời. Thân xác con đầy hiến dâng làm vì lễ, cùng theo Ngài bước về can về. Xin ơn Chúa đổ tràn trề trên con. Cảm tạ và ngợi ca tình yêu Chúa, Ngài biết con quá mong manh yếu hèn mong giòn, mang thân phận cho bụi. Xin Chúa giúp con sống khiêm nhường bạc ai và chu toàn sứ mạng Ngài trao. Tình yêu Chúa ôi dạt dào bao la. Hồng ân linh mục con lãnh nhận hôm nay là hồng ân Thiên Chúa tặng ban. Từ thuở xa xưa khi chưa có sao trời, Ngài đã yêu thương gọi chọn con. Con biết lấy gì, con biết lấy gì để đáp đền tình Ngài cho xứng. Vì trước mặt Thiên Chúa và mọi người thì con đây chẳng có là chi. Vì trước mặt Thiên Chúa và mọi người thì con đây chẳng có là chi.
vì trước mặt Thiên Chúa và mọi người